lá bồ đề có độ bền cao, hình dạng lá rất đẹp và còn là biểu tượng cho sự may mắn, bình an, hạnh phúc. Sẽ càng thú vị hơn khi sử dụng xương lá bồ đề để thêu tranh. Những bức tranh thêu tay trên xương lá với muôn hình dáng, màu sắc của những người thờ sẽ là một tác phẩm nghệ thuật đầy ấn tượng và lạ mắt. Thân mời các bạn hãy cùng Cẩm Nang Trẻ tìm hiểu cách thêu tranh trên lá bồ đề. Thanh thoát, nhẹ nhàng và giàu giá trị thẩm mỹ. Mỗi bức tranh chứa đựng một thông điệp nhân sinh quan sâu sắc. Đó là hình ảnh tranh thêu đẹp mắt được sáng tạo trên những chiếc lá bồ đề. Bồ đề là mang một cái ý nghĩa là may mắn bình an. Ở Huế mình vẫn chưa cho ra những sản phẩm thêu trên xương lá bồ đề. Mình nghiên cứu rồi mày mò nên qua những cái nét thêu truyền thống thì mình cũng muốn gửi gắm những đường kim một chỉ để cho nhiều khách trải nghiệm. Tranh thêu trên xương lá bồ đề là sự kết hợp tinh tế giữa nguyên liệu thiên nhiên và thêu tay thủ công. Muốn có những bức tranh lá bồ đề đẹp và giữ được lâu thì lá bồ đề phải thực sự được hong khô để tránh bị ẩm mốc. Ngoài ra, để tăng thêm tính thẩm mỹ cho bức tranh của mình, bạn có thể lựa chọn màu chỉ thêu theo ý thích của bản thân. Công đoạn thêu tranh trên xương lá bồ đề không quá khó, chỉ cần một chút khéo léo và tỉ mỉ của đôi bàn tay là bạn có thể làm được. Đầu tiên, lựa chọn kích thước lá phù hợp cho bức tranh của mình. Xác định hình vẽ cần thêu trên xương lá, tùy vào sở thích và nhu cầu mà người thêu có những sáng tạo cho riêng mình. Tiến hành vẽ màu lên xương lá bồ đề trước khi bắt đầu thêu. Để hoàn thiện một bức tranh thêu thì có rất nhiều màu đa dạng khác nhau, như là cỡ size nhỏ nhất thì tầm khoảng 2 đến 3 tiếng. Còn cái màu mà khó nhất là tầm vài ngày hoặc là nửa tháng. Khác với tranh thêu trên những chất liệu thông thường, khi thêu trên xương lá bồ đề mỏng manh, bạn chỉ có thể cầm trực tiếp trên tay vì không thể căng lá trên bề mặt nào. Sự chậm rãi và tỉ mỉ từng đường chỉ sẽ làm cho hòa tiết trên xương lá chân thực và nổi hẳn lên, giúp nâng tầm giá trị cho bức tranh. Mình từng thêu trên rất là nhiều chất liệu khác nhau rồi, nhưng mà khi thêu trên xương lá bồ đề thì mình lại thấy nó rất là thú vị và mới lạ. Khi mà thêu trên chất lá bồ đề thì nó đòi hỏi cho mình một tính khéo léo và tỉ mỉ để chất lá không bị rách và tạo ra một sản phẩm đẹp và ý nghĩa. Có lẽ chính vì sự tâm huyết của người làm mà mỗi bức tranh được làm ra trở nên có hồn và được rất nhiều người ưa thích. Những sản phẩm tranh thêu trên xương lá bồ đề cũng đã cho thấy tiềm năng ứng dụng nguyên liệu thiên nhiên để tạo ra những sản phẩm quà tặng thủ công ý nghĩa cho người dùng. Sản phẩm này cũng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023. Khi mà mình được từ tay thêu những cái hình ảnh trên xương lá bồ đề thì mình cảm thấy là nó rất là ý nghĩa. Sự yêu thương của mình thả vào trong cái sản phẩm đó, cái người mà họ sẽ nhận được cái món quà này thì họ cảm thấy rất là thích. Mỗi bức tranh thêu trên xương lá bồ đề là một sự sáng tạo và ẩn chứa sau đó còn là tình cảm, là thông điệp bình an, hạnh phúc mà người thêu đã tinh tế gửi gắm trong từng chiếc lá.